Mỗi tuần, đội quản lý và vận hành cầu và hầm thuộc xí nghiệp cầu đường Đà Nẵng tiến hành kiểm tra cầu rồng phía Sơn Trà. Trong buổi kiểm tra, họ tập trung vào hệ thống phun lửa và phun nước mà họ đã thiết lập tại miệng rồng. Kỹ sư Tán Thịnh cho biết, vào mỗi chiều thứ sáu, đội ngũ bảo trì xuất hiện để kiểm tra các thành phần của hệ thống. Để vào bên trong đầu rồng, nhân viên phải sử dụng một chiếc thang thép dài khoảng 10 mét được cố định tại cửa vào dưới cầu rồng. Một người cảnh báo ở mặt đất, trong khi ba nhân viên kỹ thuật khác lần lượt leo vào đầu rồng để kiểm tra các thiết bị đã lắp đặt. Hệ thống vòi phun nước được đặt bên trên đầu của hệ thống phun lửa, hướng thẳng ra phía trước miệng rồng. Việc kiểm tra hệ thống phun lửa thường tốn nhiều thời gian hơn, bởi đây là một thiết bị phức tạp với dây trượt, van khí, bơm dầu và cơ chế đánh lửa. Các nhân viên kiểm tra cả hệ thống dây dẫn điện, máy nén khí, máy bơm nước, máy phát điện, bể chứa nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Mặc dù hoạt động hoàn toàn tự động, nhưng vì đây là một hệ thống phức tạp và để đảm bảo an toàn cầu đường, các kỹ sư luôn tập trung vào quá trình phun nước và phun lửa. Thời gian kiểm tra có thể kéo dài từ 30 phút đến vài giờ, tùy thuộc vào việc phát hiện bất thường cần được sửa chữa. Khi mọi việc hoàn tất, các nhân viên lần lượt rời khỏi đầu rồng sử dụng chiếc thang và tiến hành kiểm tra chạy thử cầu để đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống. Mỗi cuối tuần, đội quản lý và vận hành cầu, hầm, xí nghiệp cầu đường Đà Nẵng tiến hành kiểm tra kỹ thuật tại cầu rồng phía quận Sơn Trà. Trong buổi kiểm tra, họ tập trung vào hệ thống phun lửa và phun nước được đặt gọn ở miệng rồng. Kỹ sư Tán Thịnh cho biết, vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, nhóm bảo trì đến để kiểm tra các thành phần của hệ thống. Để vào bên trong đầu rồng, nhân viên sử dụng một chiếc thang thép dài khoảng 10 mét được cố định ở cửa vào dưới cầu rồng. Một người đứng bên dưới để cảnh báo, trong khi ba nhân viên kỹ thuật khác lần lượt leo vào đầu rồng để kiểm tra các thiết bị đã lắp đặt sẵn. Hệ thống phun nước được đặt trên đầu phun lửa, hướng thẳng ra phía trước miệng rồng. Việc kiểm tra hệ thống phun lửa thường tốn nhiều thời gian hơn, bởi đây là một thiết bị phức tạp với dây trượt, van khí, bơm dầu và cơ chế đánh lửa. Các nhân viên kiểm tra cả hệ thống dây dẫn điện, máy phát điện, hệ thống khí nén, bồn chứa dầu do. Mặc dù hệ thống hoạt động tự động, nhưng để đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống, các kỹ sư luôn túc trực trong quá trình phun nước và phun lửa. Kỹ sư Nguyễn Toàn cho biết, tất cả thiết bị phun lửa và phun nước đều được đặt bên trong đầu rồng và hoạt động theo cơ chế tự động. Tuy hiếm khi xảy ra sự cố, nhưng đôi khi hệ thống hoạt động không đúng cách, buộc các kỹ sư phải thám hiểm và sửa chữa. Trong lịch sử vận hành hệ thống phun lửa và phun nước tại cầu rồng, đã có một số lần xảy ra sự cố như đánh lửa bằng tay hoặc chỉ phun nước do áp suất lớn. Hệ thống phun lửa và phun nước bên trong đầu rồng là một phần quan trọng của cầu rồng Đà Nẵng, là biểu tượng của thành phố này.